Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn sử dụng khóa nhôm 275 của GoBank. Đầu tiên để sử dụng khóa nhôm thì mình cần đăng nhập. Đăng nhập các bạn để giúp mình là nút sao tương đương với nút quay lại, nút thăng tương đương với nút OK. OK. Lần đầu tiên khi mình đăng nhập, mình nhập mật khẩu lần đầu tiên, máy cái khóa này sẽ tự động lưu lại và coi đó là mật khẩu admin số 1. Khóa này chỉ cài được 3 mật khẩu admin thôi nha. OK, bây giờ mình sẽ đăng nhập vô thử. Sao thăng 1, 2, 3, 4, 5, 6, thăng. Nhập 2 lần. 2, 3, 4, 5, 6, thăng. Đó, đó là mật khẩu đầu tiên, mật khẩu min đầu tiên là 001. Bây giờ máy sẽ hỏi mình cần làm gì mà bấm sao để quay lại. Thì số 5 này sẽ cài min. Bấm số 5 này mình sẽ cài được thêm 2 min nữa. Số 1 là cài user. Số 2 là xóa user. Số 3 là chế độ thường mở. Số 4 là dùng để tắt tiếng. OK, bây giờ mình sẽ tạo thêm admin để mình đăng nhập lại. Đây, mình sẽ bấm số 5. Mình tạo thêm admin. Chiều, đó đã tạo xong admin thứ 2. Máy này chỉ có 3 admin, rồi mình sẽ tạo thêm một cái admin nữa. OK, mình sẽ tạo thêm một min nữa, mình sẽ tạo vân tay tiếp. Truy rồi, OK, vậy là coi như đã xong được 3 min. Sau khi tạo xong 3 min, số 5 sẽ mất. Lúc này chỉ có thể là tạo user, xóa user, thường mở và số 4 là tắt tiếng. Chế độ thường mở. Mình nhấp số 3 là chế độ thường mở. Thường mở tức là cửa mình lúc đó sẽ không cần vân tay, không cần mật khẩu, cửa lúc nào cũng có thể mở được. Đó là chế độ thứ 3. Ví dụ mình chọn số 4, đây là sẽ tắt tiếng là mỗi lần mình mở cửa. Đây, mình quay lại. Đó, mở cửa thì báo đèn, không có báo tiếng. Đó là cái chế độ của cái khóa này khá đơn giản. Nhớ dùng mình nha. Số 1 là user, số 2 xóa user, số 3 là chế độ thường mở, số 4 là tắt tiếng. Rồi, mình để khóa này nếu như mà mình muốn reset thì ngay đằng sau lưng đây nó có một cái nút reset. Mình chỉ cần ấn giữ nút này khoảng 6-7 giây là cái đèn trên này nó sẽ tắt đi và lúc đó mình sẽ reset lại được cái khóa này. Đó là cái cách xài của khóa này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cài đặt cái phần wifi. Để cài đặt wifi thì ở đây có nút reset. Mình nhấn reset trên đây đèn xanh sẽ sáng. Đây, mình sẽ nhấn một cái. OK, đèn ở đây sáng. Rồi, cái đèn xanh trong đây sẽ chớp, các bạn nhìn thấy. Đó, đèn xanh dương trong đó chớp. Lúc này mình sẽ vô app GoBank video giám sát, rồi mình chọn khóa cửa nhôm thông minh, xác nhận đèn nhấp nháy. OK, núi với mình xài sóng 2.4G nha. Rồi, bây giờ là đang kết nối app, đang dò sóng. Rồi, OK, đã kết nối app xong. Mình đặt tên ra cái khóa. Mình muốn đặt thì mình bấm dấu bút chì đây là mình có thể sửa đây cái khóa. Bây giờ hoàn tất. Thì phần khóa này cũng giống các khóa khác, là đây là sẽ có chế độ là tạo mật khẩu tạm thời và chế độ mở khóa từ xa. Hai chế độ này, chế độ đây là báo động, đây là phần record là lưu trữ thời gian ra vào bằng vân tay hay bằng khóa, sẽ lưu cho phần này. Đây là phần tạo mật khẩu. Mật khẩu có điều kiện thì ở đây mình sẽ chọn được cái là thời gian bắt đầu. Đây ví dụ mình đọc 14:59 thời gian bắt đầu. Thời gian kết thúc. Đó là mật khẩu có điều kiện là phải có thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. Nếu mình muốn cho ai vào nhà trong khoảng thời gian nào đó thì mình sẽ cài phần này và đưa cung cấp tới password này. Password này chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian ở trên. Đây. Ví dụ mình đã sau khi đã tạo xong tên. Mình sẽ đặt đại tên A. Rồi OK, lưu. Đó, xác nhận OK, coi như mật khẩu tạm thời đã được lưu. Đây là mật khẩu tạm thời trong vòng 5 phút. Mình sẽ nhấn đại, rồi OK, nó sẽ ra một cái dàn mật khẩu tạm thời. Thì mình nhập mật khẩu tạm thời vô khóa, rồi sẽ mở được khóa. Đây là mật khẩu tạm thời 5 phút. Còn đây là chế độ mở khóa từ xa. Chế độ này thì mình chỉ cần bấm thăng. OK, đó, sau khi bấm không thăng, nó sẽ ra yêu cầu list vào đây để mở khóa. Mình bấm xác nhận.
Ok, đó, đèn nó sáng lên. Rồi ok, đó mình hướng dẫn cơ bản sử dụng xong cái khóa Garmin thì sẽ kết nối app. Đặt hàng ngay, liên hệ hotline 1900 9259, website của quầy web vũ hoàng telecom.vn.